chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Doctor Khỏe. Quý vị biết không, thật ra Đình Toàn đang rất là buồn. Chuyện gì mà buồn vậy Đình Toàn? Doctor Khỏe biết không, Đình Toàn vừa đọc được một thông tin và cảm thấy buồn ghê lắm. Mà thông tin gì? Đình Toàn nói cho Khỏe nghe được không nào? Đó là các bà mẹ khi sinh con ra thì theo cơ địa của mỗi người thì một số bà mẹ bị thiếu sữa cho con bú, cho nên buộc lòng phải cho trẻ bú sữa ngoài, làm cho các bé dễ bị táo bón, khóc quá trời luôn, thấy buồn dễ sợ. À, như vậy thì đúng là tội nghiệp cho cả mẹ và bé rồi. Dạ, vậy thì Doctor Khỏe có cách nào giúp cho các bà mẹ và các bé không? Các em đây. À, chào Cải Thìa. Anh Đình Toàn với Doctor Khỏe đang nói về việc các bà mẹ thiếu sữa phải cho trẻ con bú sữa ngoài khiến cho các bé bị nội nhiệt. Chứ đâu có kêu réo gì tới tên em đâu mà xuất hiện làm gì. Nè, muốn lên truyền hình đúng không? Thì em ra giúp các bạn nhỏ hết nóng trong người khi bú sữa ngoài mà, đúng không Doctor Khỏe? Cải Thìa nói đúng đó Đình Toàn. Đối với những bé bú sữa ngoài mà bị nóng, táo bón thì chỉ cần lấy Cải Thìa giã nát, cho thêm nước sạch vào, lọc lấy nước, nấu sôi lên đợi ấm cho trẻ uống. Sau một tuần, hiện tượng nội nhiệt mất dần ngay. Với cách này của Doctor Khỏe thì chắc chắn rằng sẽ giúp cho những bà mẹ buộc lòng phải cho con uống sữa ngoài đỡ phần lo lắng rồi, đúng không quý vị khán giả? Em đâu chỉ giúp các bạn ấy hết nóng trong người mà còn tốt cho người bị cảm mạo, đầy bụng, khó tiêu, bị ho lâu ngày nữa nha anh Đình Toàn. Úi chà, Cải Thìa trở thành chuyên gia về sức khỏe luôn rồi kìa. Nghe em nói mà anh Toàn thấy choáng luôn đó. Nhưng mà phải sử dụng như thế nào thì tốt đây? Cái này thì phải nhờ Doctor Khỏe thôi. Doctor Khỏe sẽ hướng dẫn cho mọi người về công dụng của Cải Thìa đối với những ai bị ho lâu ngày. Trường hợp này á thì ta chỉ cần lấy 2 cây Cải Thìa, rửa sạch, thêm 30g đường phèn, nấu nước uống một ngày 2-3 lần, dùng trong độ 1 tuần thì ho sẽ giảm nhanh chóng. À, Đình Toàn rất hay bị ho, cho nên chắc chắn sẽ ghi nhớ cách này để chữa bệnh cho mình. Cảm ơn Doctor Khỏe nha. Vậy còn với những ai bị đầy bụng, khó tiêu thì làm sao hả Doctor Khỏe? Thì lấy Cải Thìa cả nguyên cây luôn nha, giả dắt lấy nước, hâm cho ấm. Ngày uống 2 lần trước bữa ăn, mỗi lần khoảng 30ml, dùng trong 3-5 ngày sẽ khỏi chứng đầy bụng khó tiêu ngay. Doctor Khỏe ơi, Doctor Khỏe hướng dẫn kiểu này chắc con sẽ không còn cái thìa nào để múc thức ăn quá à. Ngoài ra, ai mà bị xuất huyết do viêm loét đường tiêu hóa thì lấy ít Cải Thìa giả rồi cho ít nước vào uống cũng tốt lắm đó. Đình Toàn cũng xin được lưu ý là khi sử dụng Cải Thìa thì chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của các thầy thuốc đông y quý vị nhé. Bởi vì chắc chắn chúng ta biết, bất cứ loại thực phẩm nào dù tốt đến mấy, nhưng nếu sử dụng không đúng cách thì cũng sẽ có những tác dụng phụ của nó. Đình Toàn cảm ơn Doctor Khỏe và Cải Thìa đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thích và theo dõi chương trình này, chương trình Doctor Khỏe. Và đừng quên, chúng ta vẫn gặp nhau trên khung giờ quen thuộc của chương trình quý vị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị khán giả ơi! Bye bye!